Xin chào các bạn, mình là Hợp. Nay mình về được một em Breguet. Đây là một thương hiệu rất đỉnh cao về độ hoàn thiện. Và chiếc đồng hồ Breguet hôm nay mình trên tay là một chiếc thuộc collection là Classic. Và chiếc này của chúng ta thì sẽ có mặt dial là men nung, lửa lớn, hay còn gọi là Grand Fail Enamel. Đó. Chúng ta sẽ có hộp có đầy đủ quyển sổ certificate. Thì chiếc này của mình thì sẽ có cái date là 2020, 17 tháng 8 2020 và mã đầy đủ là 5177BA299V6. Với dòng sản phẩm của Breguet thì BA tức là vàng yellow gold, còn BR thì sẽ là rose gold anh em nhé. Serial number của chiếc này thì cũng khá là đẹp là 2255AT. Đó. Mình sẽ lên tay, mình sẽ mở hộp ra và lên tay cho anh em xem. Đây là một chiếc Breguet thuộc dòng Classic với size là 38mm và nó cũng phù hợp với cổ tay của người châu Á. Thì với cái dòng sản phẩm này nó có lắc ngang cho nên là nếu như size quá to thì người châu Á chúng ta sẽ không đeo được. Còn chiếc này thì chúng ta sẽ có cái size rất là đẹp là size 38mm. Các bạn có thể thấy là trên tay mình đó là chiếc Breguet Classic, và chiếc Breguet Classic này thì sẽ có mặt dial là men nung, hay còn gọi là Grand Fail Enamel, và nó là men nung trắng. Đó. Các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế cực kỳ cơ bản, cực kỳ đơn giản và nó vẫn toát lên cái vẻ sang trọng và đẹp đẽ. Với cái mặt dial màu men nung, thì cái mặt dial này của chúng ta thì sẽ không bị bền ố, không bị ố theo ố màu theo thời gian. Và mặt khác thì cái màu của men, thì màu trắng men thì nó luôn luôn là một cái màu rất là đẹp mà các cái loại màu sơn tô vẽ khác không thể nào mà mô tả được cái màu này. Đó, các bạn có thể thấy là khi mình chiếu cái bóng đèn lên trên cái bề mặt này, các bạn sẽ thấy cái bề mặt nó sẽ sần sần và nó không được mịn. Đó chính là đặc trưng của men nung, và đặc biệt là trên góc 6 giờ này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái đây ở góc này. Đó, chúng ta sẽ có một cái chữ ký của Breguet, nó được làm ẩn ở trên bề mặt men nung này. Đó là một trong những kỹ nghệ rất là đỉnh cao của Breguet. Logo của Breguet thì chúng ta sẽ có ở đây. Đó, và toàn bộ những cái mặt số, số Arabic này, những cái chấm và cái logo này của chúng ta thì sẽ được sử dụng cái bóng hơi để in xuống rất là đẹp. Và nó tạo cho chúng ta một cái cọc số Arabic phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đó, các cái phông chữ này phải nói là rất đẹp. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch, và ô lịch này được làm theo dạng hình thang, với con số bên trái và con số bên phải thì nó sẽ tịnh tiến dần theo hình thang này. Và đây cho chúng ta thấy một cái thiết kế phải nói là cực kỳ tinh tế của Breguet. Bộ kim trên chiếc này thì là bộ kim mắt ngỗng Breguet và nó được làm cực kỳ mảnh, nó càng phù hợp hơn với cái cọc số này. Và thực sự là đây là một chiếc đồng hồ rất là thanh lịch, mình không có gì để chê về cái thiết kế mặt số này cả. Kính của chúng ta là kính sapphire và hơi cong nhẹ các bạn nhé. Phần thân bên thì vẫn có đặc trưng của dòng Breguet Classic, đó là chúng ta sẽ có những cái sổ dọc dạng flute này. Đó, và các bạn có thể thấy là cái càng của nó được làm ngang hẳn ra. Đó, và đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy là 777, bộ máy in-house caliber là 777Q. Đó, bộ máy này thì của chúng ta thì sẽ có một cái đặc trưng, đó là chúng ta sẽ có một cái củ vang với những cái vân Gilloch ở phía trên. Và củ vang này được thiết kế với vân dạng vỏ sò với logo Breguet rất là đẹp. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có là phần bộ máy được hoàn thiện với những chi tiết như là chữ ký Breguet ở đây rất là đẹp này. Đó, và bộ máy 777Q này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 26 chân kính. Chúng ta sẽ có tần số là 21.600 tương đương 3Hz và các bạn sẽ có là 55 giờ tích cóp. Ở đáy sau này thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin khác như là chúng ta sẽ có những cái chuyện kim loại quý ở hai bên. Đó, serial number của chiếc này là 2255AT. Đó, và bộ máy thì kể cả cái phần balance wheel cũng như là Breguet overcoil thì được làm rất là chuẩn với cái khả năng hoàn thiện của Breguet, phải nói là rất là đẹp. Chất liệu vàng vàng thì càng tôn lên cho chúng ta một cái vẻ vàng sáng hơn so với vàng hồng. Đó, tuy nhiên là nó sẽ hơi dư hơn một chút so với màu vàng hồng, và anh em nào mà tầm tuổi trung niên thì sẽ rất là thích cái màu vàng này. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu, và sợi dây da này thì theo mình thấy đó là một sợi dây da
handmade, được làm thủ công và sau đó được dập logo. Còn dây zin thì chắc là chiếc đồng hồ này thì nó cũng hỏng dây zin rồi. Chúng ta sẽ có ở đây đó là cái khóa xiên, cũng được làm bằng vàng khối với đầy đủ chuyện ở phía dưới đó. Với bình thường là những cái dòng là 5177 này thì khi các bạn mua cái sản phẩm có cái mặt dial menung thì nó sẽ đắt hơn so với những cái sản phẩm thường từ 3.500 cho đến 4.000 đô tùy vào mẫu. Do đó là cái mẫu này của chúng ta thì sẽ có giá retail là 26.900 đô la Mỹ, cao hơn so với chiếc 5177 mà mặt Guillotine mà bên mình đã quay đó. Với dòng thường thì nó có giá retail khoảng 23.500 nhưng chiếc này là 26.900, tức là tương đương khoảng tầm là 685 triệu, đắt hơn do cái mặt menung này đó. Và điều đó cho chúng ta thấy là với một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và thương hiệu Breguet thì mặt menung nó rất là giá trị. Chiếc này hiện tại thì bên mình săn được với cái mức giá rất là tốt và bán cho anh em chiếc này là 275 triệu. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Breguet 5177 mặt menung này thì anh em có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.